đứng yên nguyên, khoan đứng yên nguyên để anh hỏi ý kiến mẹ coi sao, đứng yên nguyên ôm chặt luôn. Giờ mình vô luôn nè, nay chắc khỏi bấm luôn á. Thế tại vì đàn gái nè, cô thấy được không? Cũng chúc các con là tìm hiểu kỹ rồi nên duyên vợ chồng thì một việc rất tốt đẹp. Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ. Ôm lại cho mẹ thấy, ôm chặt luôn cho mẹ thấy coi. 5, 4, 3, 2, 1, bấm nút. Em không được thực hiện nút bấm ạ. Nè dòm đi nè, quay lại dòm, tim nó đỏ ao rồi. Em có muốn bấm nút không? Dạ, chờ rồi, hết rồi. Dạ, bây giờ em thấy cảm giác thế nào? Vui ạ. Cảm giác rung động với anh bạn mà em đang ôm không? Lúc mở ra thì thấy anh ấy cười, em thấy vui vậy ạ. Vui rồi. Cũng có chút chiếu ạ. Và không cần chờ gì nữa, Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Chúng ta xin mời sự xuất hiện của nhà trai. Rồi, mời em trai. Và xin mời nhà gái. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem ở đây, còn các quý vị khán giả trên truyền hình ạ. Em xin tự giới thiệu. Em quên, xin chào bạn gái bên kia. Em tên là Huỳnh Trọng Bình. Em 28 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc ở Tây Ninh. Nghề nghiệp của em là thợ làm bánh Âu. Còn em sao nè, giới thiệu luôn nè. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, bạn nam bên cạnh và các quý vị khán giả trong trường quay. Em tên Trần Thị Hương Quỳnh, năm nay em 27 tuổi. Tại em làm nhân viên văn phòng tại công ty giày dép Thái Bình ạ. Đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Em đến từ Lâm Đồng ạ. Tây Ninh, giờ đó bên đây Bình Dương có gần không vậy Linh? Khoảng cách nó cũng hơi xa xa mà cũng không đến sao lắm. Không sao đâu anh ơi. Em đi xe máy từ đây, từ nhà em lên thành phố hoài à. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy khỏe rồi. Bên làm giày dép, bên làm bánh trái ha. Em nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em, cho em xin phép được khen bản thân mình một chút nữa là em hiền lành, dễ thương, dễ tính. Ngoại trừ hơi nức nóng tính một chút ạ. Đừng có dễ dãi nghe chưa? Dạ. Ừ, nhưng mà cái này là em làm đúng không? Dạ. Vậy là phải khéo tay nữa. Dạ, cũng không khéo lắm. À Huỳnh ơi, Huỳnh ơi, em nóng tính là sao vậy? Lúc mà mệt mỏi quá hoặc là bị áp lực công việc quá mà ví dụ như có người quấy rầy thì em có hơi to tiếng với người ta một chút thôi ạ. To mình to hơn là sợ rồi. Rồi, còn em trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, không thuốc lá, không thích uống bia, mà uống rượu được nhưng mà không uống nhiều. Tại hồi nhỏ lớn em mới xỉn có một lần à. Dạ, lần đó là em đi lính ra đó, cái gặp đồng chí đồng đội mới xỉn luôn. Em đi bộ đội hả? Dạ. Mấy năm? Em đi 2 năm anh. Rồi, vậy là khỏe rồi. Dạ. Em có cái khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là nhiều lúc mà hay tự ái, tự kỷ. Tại vì á, một phần á là do là khi mà em ra quân rồi đó, cái em hay làm chuyện này chuyện kia một mình, là em tự làm một mình được. Còn khi điểm yếu của em nữa là áp lực công việc cuộc sống quá anh á, xong cái em vứt hết những suy nghĩ người lớn đi, em thành một đứa trẻ con, em hay nói hay cười vậy đó. Thế nó cũng là sai sai đó nha. Thôi cũng sao, rất là vui rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ thì mời đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên. Từ nước mẹ em đi học giờ chưa có mối tình nào hết, nhưng mà cũng có tìm hiểu một người ạ. Đó là năm thứ mấy? 2 năm trước ạ. Đâu quen được em... bao lâu? Dạ cũng được 4 ngày ạ. 4 ngày ạ. Rồi sao, lý do gì mà chia tay? Anh ấy áp đặt quá. Em chỉ muốn là em tìm hiểu thôi. Người ta đã ép em là tiến tới về một nhà. À, tức là muốn cưới em liền luôn á. Dạ. Là em sợ quá rồi em chia tay luôn. Dạ. Em trai, đường tình duyên thế nào? Đường tình duyên của em lặng đặng lắm anh ơi. Dạ em. Dạ chị Hồng Vân. Sao nè, tình duyên sao nè? Dạ, từ nhỏ tới lớn á, em là em để ý nhiều lắm. Mà thường là để ý người ta cái người ta có bộ hết trơn rồi. Để ý người ta cái người ta có bộ hết trơn rồi. Không, cái lúc lớn lên là em có một mối tình vào ngày 28 tháng 6 năm 2015 á. Trời. 23 tuổi, cái hồi đó em còn làm thêm, đi làm lơ xe buýt á. Cái em gặp cái cô kia nhưng được nửa năm cái em đi lính. Dạ. Cũng còn nhắn tin đồ, thăm đồ dữ lắm chị. Xong cái gần ra quân á, nói chia tay. Mà em nói nghe,
Em nói chia tay. Dạ. Tại sao vậy? Tại vì thấy tình cảm bạn đó dành cho mình không còn như xưa. Với lại em muốn tạo cho nó một cái suy nghĩ để bạn đó sau này không có hối hận á. Tại bạn đó có nói với nhiều lần trao đổi với em rồi, thấy em tương lai không có sáng sủa mà mệt đâu đó. Cho nên là thôi cũng có nhã ý là muốn chia tay đó đúng không? Vậy là cũng có kinh nghiệm trong yêu đương chút đỉnh rồi, còn bên đây người ta chưa có gì luôn á. Em ước mong bạn gái của em là có một cái là một cái nhân dáng như thế nào? Bình ơi. Dạ. Em có ghen không? Dạ, chắc khi chắc cũng có. Ghen nhiều không em? Nhưng mà chắc ghen là ghen văn minh thôi ạ, chứ không có ầm ĩ đâu ạ. Không, anh bao giờ thích chưa? Con gái ghen nghe. Chưa ạ. Phải hay ghen mới được á. Đó, phải ghen ổng. Chút trao đổi tiếp. Không cần đẹp đâu chị, cần dễ thương là được. Không có mập quá. Rồi cao trên 1m55. Anh ơi, em cao có 1m50 à. Thôi kệ, không sao. Rồi đéo 53 người. Không sao. Ừ. Mập dễ thương ha. Đừng có nói chưa mập ở đây, đụng chạm nhiều người lắm. Ông nhắc người ta mà ông xài 4-5 lần cái chữ đó. Đồ đi đồ lợi là sao? Không có đồ đâu. Trời ơi, để coi tôi coi đàn gái con sao nè. Không có cho coi luôn. Trời đất ơi. Nếu như ngày hôm nay mà em không có được bạn gái á, là lỗi của anh Quyền Linh á. Chị nói cho em biết. Đừng nói chữ mập nha em nha. À, dạ. Ha. Dạ. Nhớ đừng nhắc chữ đó. Ha. Rồi, con ta xinh xắn vậy nè. Chào anh. Rồi, chào em, dễ thương. Em muốn tìm một người bạn trai thế nào? Dễ nhìn, 1m65 đến 1m70. Không mắt hí, không hói ạ. Không gì? Không hói, không hói à. Đừng, đừng nói chữ hói. Đừng, né đi, né đi. Trời ơi. Trời ơi, trong cái chương trình này là mình né cái chữ hói đi nghe. Đừng bao giờ nói chữ hói nghe. Không vừa lòng rồi đó. Tôi nhắc đó, tôi nhắc. Không có nhắc nhiều như vậy. Đúng chạm nhiều người lắm. Thôi mình què đi, mình về sắp nhỏ đi. Nói chung hai đứa mình què đi. Đừng nghe. Bao giờ nhắc chữ hói với chữ mập ở đây. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em nói cho dễ hiểu coi. À, hình mẫu lý tưởng của em là ca sĩ Nam Trường. Này nó đường trường được không? Dễ thương, bảo đảm với em bao vui luôn. Cười dạ. Lúc nào cũng cười, thậm chí lúc em buồn cũng cười. Lúc em khóc cũng cười. Dạ. Lúc em đau bụng cũng cười. Được, đúng không em? Sao đâu, đâu có là anh. Có không? Đau bụng sao cười được. Thấy em là thấy vui vậy đó. Không cần có cái gì chứ mà thấy em là thấy vui định khoái vậy đó. Lúc nào cũng cười vậy đó hả? Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Xin chào MC Quyền Linh và chào MC Hồng Vân. Mẹ trẻ quá vậy xin mẹ. Xin chào khán giả của đài truyền hình. Tôi là mẹ của Hương Quỳnh. Nhìn thấy bạn trai bên đây thì tươi, cao ráo, đẹp trai, vui vẻ. Đó, ngon. Cảm ơn đi. Dạ, cảm ơn con. Thì có xa về mặt địa lý nhưng mà nếu mà đã có duyên với nhau thì trăm sông cũng nổi mà mấy núi cũng đèo vạn vạn đèo cũng qua. Cũng qua. Rồi, cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với chị, với bạn và hai đứa em. Chị ruột hả? Dạ đúng rồi, chị ruột em. À. Dạ xin chào MC Quỳnh Linh, MC Hồng Vân, quý vị khán giả và xin chào cô ạ. À, chị chào Quỳnh. Bình thì nó tính của em nó là hơi sống nội tâm tí xíu. Hai chị em nhưng mà tính không có giống nhau. Chị thì vui vẻ hòa đồng lắm, còn em thì sống hơi nội tâm. À, chị thì thấy Quỳnh cũng dễ thương. Bình nó được cái là nó không có yêu thì hơi bị chung thủy lắm. Em nó không có lăng nhăng hay gì, yêu là yêu một người thôi. À, cũng thích sống cho gia đình lắm, chăm lo cho vợ con được. À, nói chung là gia đình bên chị thì cũng dễ, ba mẹ chị cũng dễ không khó, cũng không ép làm dâu hay là gì hết. Ba mẹ chị cũng thoáng lắm. À, nếu như hai em tới được với nhau đây là có duyên rồi. Còn quyền quyết định thì chị, hai em quyết định, chị tin tưởng vào quyết định của hai em. Rồi, cảm ơn nhà trai. Cảm ơn chị ạ. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Hồi hộp dữ vậy cưng. Hết sức bình tĩnh. Đó, rồi đứng lên nè. Đứng lên tặng quà. Hôm nay là anh có 3 món quà muốn tặng em. Nhưng mà chỉ chọn 1 trong 3 thôi nha. Cái bự nhất á là nó có thể ăn được. Cái thứ hai á là nó đẹp. Nhưng mà nó không có để lâu được nha. Còn cái thứ ba á là món quà này là thôi hợp. Thứ ba món quà này là để lâu được nhưng mà cũng đẹp. Ba món này á đều tự tay làm hết á. Em phụ đi, xong rồi hãy
Mà ở cái bữa trước dạ. Bữa trước nha. Dạ. Anh trai chưa gì tới xính lễ quá. Đây đây. Món quà này em rất thích luôn. Đây là bánh xu. Đây là anh đem theo là 5 cái. Tượng trưng cho là này anh với em. Còn 3 cái lại là anh muốn sau này mình có 3 đứa con á. Trời đất ơi, chưng quá. Anh 2 đứa được không anh? Không, anh thích có 3 đứa tại đông vui. Trời ơi, 2 đứa cũng vui lắm à. Thôi 3 đứa kể đi, 3 đứa cũng được nè. Với bên nhà chị 3 đứa dễ thương lắm. Tới cái thứ hai ha. Em lấy ra đi, em lấy ra đi. Anh cầm cho. Linh biết không, giờ Vân mới để ý Vân thấy á, cái lúc tặng quà là lúc cảm xúc nhất á, không có bị rung á. Trời dễ thương chứ nói gì vậy. Rồi đó. Này là hôm qua là anh chuẩn bị cái muỗng dừa này thôi nè. Còn sáng nay là anh đi hái bông rồi anh cắm vô. Rồi anh đi hái ở đâu vậy anh? Anh đi anh hái trộm của anh ta à? Dạ đâu có. Đường vô nhà chị em á. Người ta trồng bông nhiều lắm. Giờ em nói ý nghĩa đi, tại sao em lại xài những cái bông này? Chủ yếu là đẹp thôi. Dễ cưng quá, rồi bỏ vô, cất luôn. Đây, còn cái cuối cùng, cái này là chính tay anh thắt á. Để anh đem cho em nghe. Tưởng đâu ngày nay ngày đám hỏi chứ. Quá trời, chuẩn bị chu đáo dễ sợ. Trời ơi, tự tay thắt cái vòng. Ủa, cái đó cái vòng hay là cái dây cổ ta? Cái... Dạ, vòng tay. Vòng tay. Anh thích không? Dạ, em thích món quà này rồi. Rồi đó, rồi tặng lại đi. Còn cái này là cũng chính tay tự em làm. Cái này có ý nghĩa là lồng đèn hình trái tim. Cái này là giúp em là soi đường vào tim anh ạ. Anh thích lắm á. Đây đây, anh có một bí mật anh muốn nói với em á. Đừng kể cho ai hết nghe. Dạ. Anh đi lính xong ra anh tính là anh lấy xe. Lấy xe thì nó bấp bênh quá, cho nên anh chọn làm bánh. Mục đích anh chọn làm bánh á là sau này á là anh muốn là chồng làm bánh, còn vợ là làm đồ ăn cho mấy chút nhỏ ăn. Cưng hết sức luôn. Anh ơi, em nấu ăn không ngon lắm thì sao anh có phụ em không ạ? Không sao không sao, ở trong cái tiệm anh có cô kia nấu ăn ngon lắm. Cậu có gì cậu huấn luyện anh cho. Để anh về anh huấn luyện lại em. sẵn hát bài tặng em gái luôn đi. Rồi anh xin hát bài tặng em ha. Dạ. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời sao luôn linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Hôm nay là anh đến đây á, là anh có 4 điều muốn thực hiện. Điều đầu tiên á là anh muốn nói cho cả thế giới rằng á, cũng như bài hát của anh nãy á, là tình yêu diệu kỳ là nó có thật. Điều thứ hai là chữ duyên á nó cũng có thật, anh với em gặp anh ở bên này. Điều thứ ba á, là anh muốn nói là tất cả những gì mà nãy giờ nói á đó là cũng đều là sự thật. Còn điều thứ tư á điều tư thì anh quên mất tiêu rồi. Điều tư nói là em muốn làm bạn gái của anh không à? Đúng không ạ? Điều thứ tư là nói em nhớ bấm nút vậy đó. Điều tư là anh yêu em nó luôn đi. Có hơn anh. Từ lúc đầu tiên anh nhìn thấy em là anh thích em lắm rồi đó. Cái yêu nhìn đầu tiên ạ. Tụi nó không cần ngồi ghế luôn á Linh. Đấy. Cứ nói đi xong rồi tới khi nào mà nói đủ rồi. Thôi anh Linh ơi, chị Dân ơi, cho em bấm nút rồi. Vậy thôi là bắt đầu ngồi bấm thôi. Em có muốn thực hiện 4 điều đó cùng anh không? Em sẽ thực hiện bằng cách bấm nút ạ. Vậy cho anh ôm em một cái luôn được không? Ôm thôi nha. Đó thấy chưa, đó đâu cần gì tới mình. Nói câu một câu nữa rồi được hay không mình bấm nút luôn nào em trai. Sau này á anh muốn cùng em chung một mái nhà, nơi mà có tình cảm của anh dành cho em và những chiếc bánh ngọt ngào. Trả lời hồi đáp liền cưng. Em có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Nhưng mà em cũng có một câu hỏi hỏi anh, hai câu hỏi thôi ạ. Rồi em cứ hỏi anh đi. Ví dụ sau này em có muốn đi học thêm thì anh có cho em học không?
có lập gia đình á, anh có cho em đi học thêm không ạ? Cái chuyện mà em đi học thêm nó tốt chứ đâu có xấu gì đâu, mà tại sao lại không cho? Tại vì cũng có rất chuyên là nhiều người nào chồng muốn vợ ở nhà chăm sóc con mà lo cho gia đình thôi, chứ không có muốn vợ đi ra ngoài á. Anh thì anh thích làm những chuyện mà mình thích trong cuộc sống này, nghĩ sao là mình hạnh phúc là được. Quá tuyệt vời rồi. Còn câu nào nữa hỏi luôn. Anh có đòi em đòi cưới em sớm không anh? Không, 4 ngày là không rồi. Em cũng tìm hiểu anh, ví dụ như mình thích hợp mà cưới thì sang năm cưới. Trời, đồng ý luôn, anh cũng tính là sang năm luôn á. Ôm chặt luôn. Đứng yên nguyên, khoan đứng yên nguyên. Để anh hỏi ý kiến mẹ coi sao, đứng yên nguyên ôm chặt luôn. Giờ mình vô luôn nè, nay chắc khỏi bấm luôn á. Cái tại vì đàn gái nè, cô thấy được không? Cũng chúc các con là tìm hiểu kỹ rồi nên duyên vợ chồng thì một nào một việc rất tốt đẹp. Dạ, cô, cảm ơn cô ạ. Dạ. Ôm lại cho mẹ thấy, ôm chặt luôn cho mẹ thấy coi. 5, 4, 3, 2, 1, bấm nút. Em không được thực hiện nút bấm ạ. Nè, dòm đi nè, quay lại dòm, tim nó đỏ ao rồi. Em có muốn bấm nút không? Dạ, chờ rồi, hết rồi. Dạ, bây giờ em đã cảm giác thế nào? Vui ạ. Cảm giác rung động với anh bạn mà em đang ôm không? Lúc mở ra thì thấy anh này cười, em thấy vui rồi ạ. Vui rồi. Cũng có chút chiếu ạ. Đúng cái hùng đó. Nè, đó, đó, đó. Hai đứa này dễ thương lắm luôn á nha. Đây là cặp đôi không cần phải bấm nút gì cả, bởi vì tất cả mọi người đều chứng kiến rằng gần như là họ sinh ra là để yêu nhau. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Em đi cẩn thận nha. Đấy, vẫn nắm tay thấy chưa, hay dễ sợ chưa? Hãy đưa đi đến chân trời góc biển nha. Vui ghê, lâu lâu tôi với ông được bấm nút có thấy cũng đã ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp cặp đôi thứ nhì. Hai người đều, hai mối tình đây đều là tìm hiểu sơ sơ thôi, có mấy tháng rồi á hả? Dạ. Chưa có yêu thật sự hả? Dạ chưa yêu thật sự, chưa yêu sâu đậm. Đàn gái dễ thương, đàn trai cũng hiền chất phác. Để hỏi đàn trai có mấy mối tình rồi, không phải cho tôi biết bệnh chứ. Có bà mối biết mấy mối tình rồi. Dạ em một mối tình, cũng là một người vợ, em kết hôn được 20 năm. Mời nhà gái. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em, bỏ em xin cơ. Chào chị anh Nguyễn Linh ạ. À. Rồi, mời nhà trai. À, rồi, xin chào anh. Rồi, bây giờ nhà gái mình bây giờ mới giới thiệu nè. Em tên Phan Thị Thúy Hồng, 48 tuổi, tuổi con chuột. Em ở thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chị. Dạ, em đang làm gì? Dạ, em may đồ tại nhà chị. May đồ hả? Dạ. Ủa, may đồ dài, đồ tây hay là em đồ... Em may đồ kiểu, đồ tây, đồ vét. Vậy đó hả? Giỏi quá vậy. Bên đây mời bạn trai. Trả lời đầu tiên, em tên Dương Nhật Tâm, bí danh là Chí Tâm. Em xin chào toàn thể ông bà cô bác và toàn thể anh chị em trong trường quay. Lời thứ hai em xin chào chị Hồng Vân. Lời thứ ba em xin chào anh Quyền Linh. Xin hết. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi, mời anh ngồi. Lộ diện rồi, bên nhà gái tôi đã thấy dung nhan của bên nhà trai rồi đó. Rồi, bây giờ anh ở đâu?
Dạ em sinh ra thì tại gia đình Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà hiện tại giờ em đang sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thợ điện chuyên sửa điện ô tô, du lịch và tải. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 45 tuổi thìn. 45, bên kia 48. Trời ơi, nhưng mà nói nghe nè, mình chuẩn hơn bên nhà gái nhiều lắm nha. Bên nhà gái thật ngon lành lắm, nhìn nó mắt nhìn đẹp gái, ok vô cùng. Nhưng mà em chấm cái chỗ con chuột đó chị ơi. Chấm tuổi con chuột phải không? Dạ. Ồ, vậy là hợp với tuổi con chuột đúng không? Dạ, thân thiết thành. Rồi bây giờ mình nói chút xíu cái ưu điểm khuyết điểm cho mình, cho bà mối. Đúng rồi, sẵn tôi đứng lên nghe luôn nè. Dạ, ưu điểm của em thì thích chuyên sâu vào nghề để làm kiếm tiền. Chẳng hạn như là em nhủ 1-2 giờ đêm mà khách hàng tới kêu cửa hoặc điện thoại em vẫn vui vẻ bước ra mở cửa để làm sửa cho người ta, thậm chí đứng tới sáng luôn em vẫn làm. Có nhiều chiếc container là nó đậu trước là phải làm tới sáng luôn. Vậy là chịu thương, chịu khó. Dạ. Thứ hai thì em cũng có nhiều điểm mạnh. Chẳng hạn như em biết nấu ăn. Có thể em nấu một cái đám giỗ 6 mâm mà một mâm 5 món, 30 món nó không giống món nào, em cũng vẫn nấu được. Thấy gì ta? Hay một quá. Mình thôi, không cần nhiều. Ôi, mình thôi. Ơi. Tại vì những đám giỗ ông bà cha mẹ của em là tự tay em nấu không. Với lại em cũng thích đờn ca. À dạ. Tôi em cũng từng là quân nhân trong đài truyền hình thành phố, em cũng có đi thi ở Bến Thành. Nói nghe nè, em giống như là mình có một cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là khi em bắt đầu vào công việc em làm, chẳng hạn như chủ xe là anh Quyền Linh đi, tới báo em hư cái món đồ đó, em nghe rồi, em sẽ biết là nó bị như vậy. Trong lúc em đang làm thì đừng có nói dằn ngay lỗ tai em là em dễ có chút quạo. Và nhiều khi mình quạo thì mình nói ra những cái lời nó hơi kỳ kỳ thì người ta cũng tự ái và bản thân mình cũng thấy hơi tự ái chút. Điểm yếu của em thì cũng hơi có hút mình thuốc, hơi nóng tính chút xíu ha. Dạ, có chút xíu. Rồi có hút thuốc hả? Dạ có hút thuốc chút xíu. Một ngày hút mấy điếu? Nhưng mà nhiều nhất thì nó cũng phải 10 điếu thôi chị. 10 điếu? Dạ. Có nhậu được không em? Thì nhậu thì đám tiệc thì em mới nhậu. Còn mà bình thường thì em ít nhậu lắm. Rồi bây giờ nè, ông đi ra đây, ông hỏi bên nhà gái tôi chút xíu coi. Chứ tôi thấy cái cặp này tôi thấy xứng đào xứng khép dễ sợ luôn rồi đó. Nhà gái. Dạ, em chào anh Linh. À, trời ơi. Thằng tưởng quen. Cảm ơn em. Trời ơi, xinh ha. 48 nhìn không ra luôn á. Không ra luôn. À. Ừ. Tại vì em là công việc ở trong nhà hay không ạ? À, ưu điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm em giỏi. Cái gì em cũng giỏi. Ừ, gì cũng em giỏi. Em nấu hết. Ăn, hát được. Hát không hay nhưng mà hay hát. À. Nói nghe nè, rồi nấu đám giỗ được không? Bển nghe người ta nói người ta nấu đám giỗ sáu bạn. Nấu đồ món, nấu đồ chay bán. Ừ, nấu đồ chay bán. Được rồi, vậy hai người về mở cái công ty rồi nấu ăn được rồi. Ừ, thấy không? Rồi em có điểm yếu gì không? Điểm yếu là tại em yêu trễ quá, tại em yêu trễ quá. Hả? Em yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Mà nhỏ em lo là lớn lo làm, em không để ý tới. Ừ. Rồi tới sực nhớ lại là em ba mấy tuổi à. Diễn hả? Tức là em mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình mà cũng như mình mới tìm hiểu sơ. Tìm hiểu sơ thôi không sao? Được. Lâu mau? Là... Cũng mau rồi chị. 1-2 tháng rồi thấy không được thì mình rút lui. Lý do gì không được? Lý do nói chung là cũng như không có nói ra được. Nhưng mà mình nhẹ nhàng thôi. Như mấy anh nói vẫn là bạn. Vẫn thường xuyên nhắn tin thăm hỏi vậy thôi chứ không mà có gì. Cả hai người đều, hai mối tình đây đều là tìm hiểu sơ sơ thôi. Có mấy tháng rồi hả? Dạ. Là chưa có yêu thật sự hả? Dạ chưa yêu thật sự, chưa yêu sâu đậm. Đàn gái dễ thương, đàn trai cũng hiền, chất phát. Để hỏi đàn trai coi mấy mối tình rồi, không phải cho tôi biết bệnh chứ. Cho bà mối biết mấy mối tình rồi. Dạ em một mối tình cũng là một người vợ, em kết hôn được 20 năm. Bao lâu rồi cưng, bao lâu rồi? Này phải tìm nay cũng 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy rồi. Em có mấy đứa con rồi? Dạ em có hai người con trai, lớn 20, nhỏ 18 tuổi. Mà ở với ba hay với mẹ? Dạ khi em và vợ em coi như là hết duyên rồi đó thì em cũng nói nhẹ nhàng một câu, em nói thôi anh giao hết tài sản nhà cửa và con cái cho em hết, anh bước ra đi anh sẽ làm lại một cuộc đời mới. Bây giờ thì trong 2 năm đó em đã được bao nhiêu phần trăm cái dự kiến của mình rồi, cái công việc của em á? Cái công việc của em á thì nói thật sự nó vô chừng lắm, có ngày làm 5-7 triệu, có ngày thì làm cũng 200-300 ngàn bình thường thôi, tại vì xe nhiều thì mình nhiều khi nó nhiều quá làm cũng không nổi luôn. Về công việc cũng ổn định ha? Ổn định rồi, cuộc sống nó ổn định rồi. Nó có cái điểm hay là về là chị, hồi nãy bạn gái nói em có lắng nghe, là 20 năm về trước á, ông nội em từ Long Xuyên đi ra.
đi lên thành phố để lập nghiệp. Thì cái cuối đời của em sẽ quay trở về Long Xuyên là quê của nội em. À, dạ. Là bạn này là ở Long Xuyên. Ở ngay xứ của nội của em luôn, dạ. Ừ. Là trong dự định, trong cái đầu óc của em là em đã nung nấu cái điều đó rồi đúng không? Đã tính là nếu mà gặp đúng người đó em sẽ nói câu đó. Dạ. Ừ. À. Hay nha. Đó. Được. Không, như vậy là bữa nay chắc là cái chắc duyên. Là cái ngoài cái chuyện ông Tơ bà Nguyệt gieo duyên cho em thì dạ. Chắc là còn có ông nội hoặc là gia đình á, bên cửu quyền thất tổ đó, dạ. Phù hộ cho em đó. Nó thật sự là ế, em không có ế, mà tại vì em thấy người ở ngoài xã hội giờ nó hơi phức tạp lắm. Bởi vậy em rất cần cái chương trình để giúp cho em là tìm được một cái người đó. Theo em nghĩ là nó sẽ có một cái quyền cơ trên hai cái ghế này. Bởi vậy em không bao giờ em trong cái suy nghĩ là em không bao giờ em lựa chọn cao thấp, lùn ốm, trắng đen hay là mập gì hết. Em chỉ yêu cầu bạn gái đó có một trái tim chung thủy và lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng với em thôi. Dạ, như đó đủ rồi. Bây giờ những gì anh nói bên kia đều bên có kia nghe hết đó. Dạ, bên kia cũng có luôn đó. Cái suy nghĩ, cái yêu cầu về cái người bạn đời của em mà người đàn ông của em là như thế nào? Suy nghĩ của em là người đàn ông đó biết lo, biết yêu thương gia đình, thương vợ. Thương vợ, yeah. Yêu thương gia đình, lo chu đáo gia đình là đủ được. Như sạch sẽ, trước nhất là phải sạch sẽ. Thì mình có làm mồ hôi một kê xong rồi mình tắm rửa là sạch sẽ thôi. Chị thấy là cái người đàn ông bên kia là một người đàn ông rất là bản lĩnh, rất là có nghị lực, nhưng mà rất là tình cảm nha em. Chị cảm giác như vậy, thành ra là chị thấy là chị cũng yên tâm rồi đó. Vâng ơi, bây giờ mình hỏi kiến người thân đi. Ừ, em đi với ai? Em đi với cháu em ạ. Đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và chào chú Tâm. Trong gia đình á thì dì Hồng của con là một cái con người rất là vui vẻ, rất là hoạt bát. Con thấy chú Tâm này á là một cái người rất là thẳng tính, những cái chia sẻ rất là thẳng thắn về cuộc sống, cuộc đời của chú. Thì con thấy là hai người rất là hợp. Con mong là hai người sẽ mở lòng để tạo ra cái mối quan hệ nó phù hợp, hạnh phúc với nhau ạ. Rồi, cảm ơn con. Anh đi với ai? Dạ, em đi với lại một người chú và một người anh và một người chị. À, rồi xin mời đại diện đàn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào quý khán giả. Tôi là bạn của con như anh nhưng mà cũng như là bạn với Tâm. Thì theo tôi thì thấy là hai bạn này rất hợp nhau. Quan trọng là hai bạn quyết định nhau, chứ tôi thấy thì rất là hợp. À. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn nhà trai. Thôi bây giờ thì... Thôi mình mở rào đi Linh ơi. Mở rào ơi, đi, mở rào hai, đi. Hai bạn này nói chuyện với nhau được ha. Mình bắt đầu mở rào. Đến đây em có món quà để tặng anh. Dạ, anh nhận. Trong đây nó có hai món, thì cái món quà này anh gửi cho em trước. Còn cái món quà này thì sau này mình về chung một nhà, anh sẽ đưa em giữ cái bóp này, để khi anh làm có tiền em sẽ bỏ vào cái bóp này. Dạ, cảm ơn. Còn ở trên đây thì trên đây là nó có một câu thơ cũng đơn giản thôi. Dạ. Tu trăm năm ta mới ngồi chung một thuyền, tu ngàn năm ta mới nhờ ban hẹn hò cho chúng ta nên duyên vợ chồng. Trời ơi. Dạ, em cho tặng cho anh chiếc khăn để có mình có gì có nợ đến với nhau thì hai người cùng chung xài chung một chiếc khăn. Anh xin đọc được không ạ? Dạ được. Mến tặng anh chiếc khăn làm kỷ niệm ngày mình gặp gỡ nơi bạn muốn hẹn hò. Nếu anh và em có duyên có phận thì mình cùng lau chung chiếc khăn này. Cái cảm nhận về nhau như thế nào? Mở rào ra thì hai người có thấy là phù hợp anh với cái mình suy nghĩ hay không? Chúng anh thấy em có một cặp mắt rất là xinh và có khuôn mặt khả ái. Theo anh suy nghĩ em là một người rất thông minh. Còn em sao? Em có cảm nhận em đi. Em thấy anh cũng hiền. Và nói với anh với vợ anh đó dứt khoát ha. Em yên tâm, trước khi bước lên hẹn hò mình phải đủ nghiêm túc và nghiêm chỉnh. Anh mong em hãy hiểu cái câu là ở đây không phải là cái chỗ chơi của mình. Nói thật với em là anh nó không có biết dùng những lời ngôn từ, ngôn tình. Đứng trước mặt em anh chỉ nói được ba chữ mà thôi: anh cần em. Trời ơi, quá trời quá đất. Dạ, anh xin tặng em một bài hát được mang tên là Casey.
rồi thư đi thư lại cày bà mối với mai. Anh đưa em dạo phố lần đầu, lựa màu áo cô dâu. Em thích màu gì? Em thích màu hồng. Còn anh thích màu hoàng anh cơ. Đẹp. Hay quá. Rồi bên nữ mình đáp lại liền rồi, em. Dạ. Em người ở đất miền Tây, ai xui anh đến chỗ này gặp em. Không nói anh xui anh tới. Cái chương trình nói chuyện lứa đôi, giao bôi càng chén mặn nồng bên nhau. Em xin hết rồi. Tôi nghi quá ông Linh, tôi nghi là cái cặp này tôi với ông tự bấm quá, thiệt luôn á. Bây giờ á, mình nói một chút xíu đi, bây giờ đó, người ở Mỹ Tho, người ở Long Xuyên, mình hẹn hò sao, thí dụ như mình cảm tình với nhau đó. Thì ý em như thế nào em cứ cho anh biết. Anh là phải làm anh quá, xa quá em thì một tháng gặp một lần cũng được, tại vì công chuyện nó xa quá. Cùng xa thì nó cũng từ từ thu lại gần thôi, tại vì mình đi thường nó sẽ gần em. Đi rất gần, không có xa đâu. Nói chung là quan trọng là em khi bước lên đây, em có cho anh, em có mở lòng cho anh hay không? Chứ anh đã mở từ lúc đầu rồi. Anh nhìn thấy em sao? Em rất là đoan trang mà em có một nét xinh rất là thầm kín, chứ không có mà lộ. Cái chỗ đó là cái điểm mạnh mà anh thích nhất đó. Sau chương trình này anh sẽ về gia đình của em. Dạ. Để anh ra mắt cha mẹ em. Mình cũng lớn rồi, mình thay vì bây giờ đám hỏi đám cưới thì mình dồn vô đám đi em ha, cho nó gọn ha. Chứ thời gian thì nó không có, thời gian là vàng bạc mà, đúng không? Rồi thôi mình trở về ghế này đi. Em, nhưng mà em có tưởng tượng là cái người vợ em nó sẽ như thế này không? Em không nghĩ được vậy đâu chị. Em không nghĩ, em nghĩ sẽ cũng gian dở như em. Và cũng con đùm này nọ thì em cố chuẩn bị là mình sẽ chia sẻ về cái hoàn cảnh nuôi con. Vậy mà hôm nay là bất ngờ luôn, coi như là... Rất bất ngờ, em xúc động lắm. Tạo quá, coi như là thôi em cũng chờ đợi đấng lăng quân của em đó nha. Bây giờ chúng ta để tay mình nút bấm đi. Tay cơ. Theo quy định chúng tôi sẽ đếm đến 3. Bấm hay đó. Không là quyền của mỗi người. 1, 2, 3. Hết đó. Thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Coi như là hay quá. Cô gái rất là đúng luật luôn á. Đúng luật. Nào, hãy nắm tay nhau. Hay đấy. Linh cảm nhận đây là một người đàn ông tốt đó. Ha, sẽ che chở, sẽ chăm sóc dành cho riêng mình đó. Ha, anh cảm giác thế nào khi mà dễ đã bấm nút? Dạ em thấy em hạnh phúc lắm Linh. Hạnh phúc lắm. Dạ nhờ chương trình này mà em đã tìm được một người mà em không thể nào ngờ được. Dạ. Bây giờ trước khán giả truyền hình cũng như là gia đình của chị gái đang xem, anh nói gì với gia đình trước đi, rồi sau đó mình về thăm gia đình sau. Dạ cháu xin bác trai cho cháu nói một câu. Cháu thì không dùng từ hứa, cháu chỉ nói bằng cái tâm chân thành. Kể từ ngày hôm nay bác trai cho phép cháu được gần gũi em về để chăm sóc và lo lắng cho em suốt cuộc đời. Từ nay thì anh với em tìm hiểu nhau, đừng mà mình hiểu nhà, đừng mà mình đi đến sau nha. Ôm chặt cái nào đó. Tuyệt vời. Chúc cho hai anh chị sẽ sớm về xài chung cái khăn này nha. Dạ. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được cái thiệp cái tin mà gọi là cái tin vui luôn của hai bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và anh chị sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như anh chị đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng anh chị voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như anh chị tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng anh chị bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu.
gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, anh chị cứ đưa nhau đi những nơi nào mình thích. Em đi trước đi. Đúng rồi, thấy chưa? Em đi trước đi, anh đi sau bảo vệ. Hai câu chuyện ngày hôm nay nó khác nhau hoàn toàn, nhưng nó cùng chung một cái cảm xúc là rất là chân tình. Nói chung là ngày hôm nay chúng tôi rất là hạnh phúc thưa quý vị. Cảm giác rất là tuyệt vời mỗi lần mà chúng tôi xuất hiện trong bạn mối hẹn hò, kết nối những mảnh ghép của cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc Hẹn. Rồi, bây giờ em giới thiệu về bản thân mình đi nào. Lời đầu tiên cho con gửi lời chào tới quý vị có mặt ngày hôm nay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình. Kính chào hai idol, chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào anh người lạ. Chào người lạ ơi ạ. À. Chào người em. Người lạ ơi, lạ. Cho tôi mượn rồi, bà bài. Rồi em giới thiệu đi nào. Con tên đầy đủ là Trịnh Thị Hảo, con đến từ Bình Phước City. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại con là điều dưỡng viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 tại Bình Dương. Mời em trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Ta, hiện tại là 28 tuổi và em đến từ Long An, đang là giáo viên lịch sử. Giáo viên lịch sử dạy ở đâu Pha? Dạ em đang dạy ở Cần Đước ạ. À, quốc lộ 50 đi xuống đó ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Ủa em tên gì vậy chị? Pha. Dạ em tên Pha chị Hồng Vân. Pha, pha đó hả? Dạ. Xăng pha nhớt. Ủa. Pha của từ pha, pha sáng đó, chị. Từ pha nó sáng lên á. Em mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào? Dạ ưu điểm của con ở đây là sạch, với lại là con có cái tính là hay vui lắm, nên hay có cái tật là hay cà khịa với mọi người. Mấy em gái ở nhà cứ lợi dụng nó sơ hở, là ví dụ nó đang ngồi bấm điện thoại là lấy cái tay giả cái dây đùi non nó, xong nó đau quá nó dí nó quánh mà vẫn tiếp tục làm. Dạ. Còn điểm yếu thì sao? Dạ điểm yếu của con á là chắc là cũng khó tính á, cũng không dễ tính lắm. Ừ. Dạ cũng hay đi soi mói. Trời ơi. Đi... không phải là mình nhiều chuyện mà soi mói chỗ này, ôi chỗ này dơ quá, hoặc là chỗ này bẩn quá. À. Gọn gàng ngăn nắp lên, chăn mềm mùng mềm con này 1-2 ngày giặt lần, đầu tóc thì ngày nào cũng phải gội, rít quá là ngủ không được. Đi làm về mà được ra trực là không có dành thời gian đi chơi đâu, dành 2/3 thời gian để ngủ đã. Mà ai mà quấy rối giấc ngủ là quạo đó. Lên sực lên, nóng tính quá mà, nóng tới đỉnh luôn. Trời ơi, mỗi lần mà tới đỉnh đó thì em làm gì? Ví dụ như đang nói chuyện với em mà cãi lại chị một cái là vớ được cái ly, xèn một cái. Trời, cái ly nó rất là bụp, rồi con em né được không sao? Tức là nóng đến cái mức có thể đập đồ đúng không? Dạ. Rồi càng gái xinh đẹp. Nóng quá không tốt đâu ha. Họ nhịn, họ nhịn riết á, rồi họ bị nóng ở, gọi là đi về nhà là dễ bị nóng lắm. Tức là giận cá chấm thớt đó đúng không? Không phải nóng trong kềm hoài là phải có chỗ xả, thì thường là lúc đó đi về nhà. Cho nên là cái người chồng là phải hiểu, thông cảm và rồi, phải chịu đựng. Rồi. Vậy là bao nhiêu bệnh viện cô Trúc về nhà hết. Sao xa Pha? Pha thấy ổn không? Sao thấy đổ mồ hôi quá. Hai bên kia là cái tật xấu vậy, còn em? Khuyết điểm của em là cái chiều cao nó khiêm tốn. Em thì hay ở nhà lắm. Ừ. Hay ở phòng, ít đi ra ngoài, ít giao tiếp với mọi người lắm. Ừ. Điểm mạnh của em thì chịu khó làm ăn, biết thông cảm, chia sẻ với mọi người. Có năng khiếu chơi thể thao, bóng đá chơi được, cầu lông chơi được, rồi đá cầu chơi được, điền kinh chơi được, nhảy cao chơi được. Ê, tốt rồi. Vậy là khỏe rồi, đâu có quan trọng mình cao đâu, quan trọng mình khỏe thôi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Từ tháng 9 năm 2012 cho đến nay là tháng 12 2019. Cũng lâu rồi. Nhớ từ ngày tới tháng luôn. Dạ. Mối tình đó em quen được khoảng 4 tháng. Trời ơi, quen mới 4 tháng sao chia tay? Bạn đó thì ở xa lắm, ở tới Kiên Giang lận. Ừ. Em thở Long An. Rồi khi ra trường rồi mỗi người cái công việc nó lo tập trung vào công việc không. Trong cái thời gian đó thì em làm rất là nhiều cái công việc. Đi bán vé số cũng có nè, theo mấy cái xe tải á, để bưng hoa lên trên những xe á. Năm 2015 em cũng có đi lắp màn hình số mặt đất luôn. Rồi cũng có lắp wifi. Thì em cũng về nhà phụ ba mẹ làm nông. Nói chung trải nghiệm cũng nhiều. Dạ. Cuộc sống. Vậy... các ngành nghề ha. Dạ. Vậy là em có sâu đậm gì với bạn đó chưa? Cũng có nắm tay chị. Dừng lại ở đó luôn. Dạ. Vậy là còn gì nữa? Còn gì nữa? Ta hỏi đang ta bên đây ta tò mò nè. Dạ em nghĩ là còn.
còn riêng nhưng mà em nghĩ là còn xài được luôn, chứ không phải còn riêng mà còn trong thùng rồi, khi mở ra nó không xài được. Vậy là không có bị xét đúng không? Dạ. Em nghe không, em coi như em phải đập thùng nữa đó. Em có lo sợ chuyện đó không? Không ạ. Tại vì chứ cũng chưa ai đập thùng em hết, cũng chưa ai đập thùng em hết. Ủa em cũng vậy hả? Trời ơi. Rồi đập qua đập lại rồi. Hết rồi. Chuyện tình duyên của em sao? Con thì chị trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất thì vào một ngày con ra trực thì anh ấy gọi điện là hỏi cưới. Lúc đó con đang say ke, con mới về kêu là hẹn bữa khác nói chuyện đi. Cái tuần sau không thấy anh nói gì hết, con mới nhắn tin lại hỏi. Xong anh kêu thôi mình chia tay đi, không hợp, nó lãng xẹt quá. Mối tình gì mà lãng nhắc. Xong rồi con mới hỏi là lý do tại sao mà để cho em với anh chia tay mà hỏi trong khi mình hỏi cưới nhau rồi. Cái anh kêu là mình không có thời gian dành cho nhau. Nghe xong hơi buồn. Chào em. Dạ em chào chị. Em không thích cái điều gì ở bạn gái? Em không thích ở người bạn nữ là nhuộm tóc loà loẹt á vậy. Yên tâm đi, không có nhuộm. Có sao muốn tay không chị? Không luôn. Ủa sao tay ta điều dưỡng mà. Dạ. Tại em thấy có người ta sơn móng tay 10 ngón, người ta sơn đủ 10 màu luôn á, em thấy em sợ. Ừ. Không, nếu mà em có sơn thì em sơn 1-2 ngón thôi cũng được không anh? Có thể chấp nhận được. Thích. Còn cái điều em thích là cái gì? Thích là người phụ nữ là biết quan tâm. Bạn nữ bên kia biết nấu ăn không? Trời ơi, em nấu ăn thì em đánh giá em nấu ăn ngon á, mà ai chê thì em ăn hết à. Bạn nữ bên kia có ghen không? Có chứ. Khi mà ghen lên tới đỉnh điểm thì phan cái ly làm đó gì? Phan cái ly đó. Phan cái ly luôn hả? Ừ, em né không được là em dính luôn. Không sao đâu, anh có vỏ mà. Tránh được hết. Nói cho tránh được nha. Anh bên đó có ghen không? Có hay ghen không? Có chứ em. Ví dụ anh ghen thì anh sẽ làm như thế nào? Ghen thì anh không bao giờ dùng bạo lực. Anh sẽ hỏi. Ủa sao lúc nãy anh mới kêu anh học võ mà anh dùng võ khi ghen mà. Nhưng mà học võ không phải là để đánh ghen hay là mình xử lý những cái trường hợp nào mà mình không giải quyết được bằng cái ngôn ngữ. Học võ là né cái ly. Để né cái đó. Mẫu hình lý tưởng như thế nào em trai? Chỉ cần mà nhìn hợp nhãn của mình là được. Em có hình mẫu gì nè? Hình mẫu của con là không hô, không hôi, không hói. Hói sơ sơ như chú Quỳnh Linh thì cũng được á. Hói sơ sơ như chú Quỳnh Linh là chấp nhận được. Yeah. Em đầy đủ, những cái đó là không có... Có hết hả? Không có những cái... Nói cho nó rõ. Tự nhiên nói em đầy đủ. Khi người ta giật mình. Không có những cái... Không hô. Cái đặc điểm đó. Đó, không có được. Tráng cao thôi à. Cũng có khả năng. Con trai á là đừng có cắt tóc hai bên xong mà nhuộm cái bờm ở giữa. Không có. Xong rồi cái móng tay móng chân thì không được cọ, lúc nào cũng đen thui vậy. Không có luôn. Khi đi chơi thì mang cái dép lê bẹp 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 đi giày luôn. Bây giờ sạch luôn. Sạch luôn. Đó, ok rồi. Còn cái vụ hôi hôi chút tự em kiểm tra nha. Dạ. Mày đi với ai? Dạ hôm nay con đi với đại gia đình nhà con. Vâng, xin chào chị Hùng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên Hương, là chị của em Hảo. Thấy bạn trai á, thì về cái hình thức bên ngoài á, thì là cũng được ấy. Hợp hay không thì phải cần cái thời gian của hai bạn để rồi tìm hiểu. Cảm ơn chị. Pha đi với ai Pha? Dạ em đi với những đồng nghiệp trong trường của em. Xin kính chào tất cả quý khán giả. Tôi được ủy quyền của ba mẹ của em Pha. Tôi thấy cô dễ thương. Hai em cũng có cái nét tương đồng với nhau. Rồi, xin cảm ơn cô. Bây giờ mình thấy là nên mở rào đi. Ok. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Pha. Anh chào em. Dạ, có món quà tặng cho em. Dạ. Dạ, hôm nay em đến đây thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh. Là em mang một cái áo mưa tới tặng cho anh. Đây là... mới quen tặng áo mưa. Nhất định anh sẽ sử dụng nó và anh sẽ trân trọng nó. Dạ. Lần đầu tiên khi thấy anh như thế nào? Thấy anh thì cũng chân thật, cũng chất phác chứ cũng thật thà. Khá là gọn gàng. Em có thích đi chơi, đi du lịch đây đó không? Trời ơi, cái đó là em thích nhất luôn á. Vì là em thích chụp ảnh lắm. Thôi, về Long An, về Long An liền. Yeah. Em có thích về Long An của anh không? Trời ơi, về cho đó là càng tốt. Ví dụ về đến đây mò cua bắt ốc nè, đi nấu những cái món dã ngoại á, nó vui lắm. Em biết nấu món ăn nào về miền Tây không?
Dạ thì em không rành lắm. Em thích ăn canh chua cá lóc không? Dạ anh được. Anh nấu em ăn. Ồ. Đến hôm nay em cũng có một bài hát em tặng cho bạn nữ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Những lúc cô đơn anh luôn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không quang thang, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Thôi. Đôi khi những lúc em run quá cho em ôm một bạn nữ đó đi. Thấy chưa, hôn dễ sợ, ôm đi để kiểm tra mùi luôn. Ôm đi em, ôm đi. Có thể ôm em được. Ôm rồi đó, đó rồi kiểm tra luôn nha. Đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Rồi bạn nữ kìa, bạn nữ cảm nhận sao nè? Trời ơi ấm quá cô ạ. À, có mùi không? Dạ chưa phát hiện ra mùi ạ. Chưa phát hiện đúng không? Dựa vô nè, dựa vô để cảm nhận nè. Hôm nay đến với chương trình này là cũng là một cái duyên mấy tỷ người trên trái đất này mà được gặp nhau, thì anh hy vọng là anh với em có thể viết nên một cái câu chuyện lịch sử. Lần đầu tiên khi gặp em thì anh thấy em là một người rất dễ thương, rồi nói chuyện ngọt ngào. Dạ cảm ơn anh. Em có thích khi trời mưa mà mình nắm tay đi dưới vỉa hè không? Cũng thích đó, nhưng mà lúc đó lạnh lắm. Qua em sẽ không bao giờ lạnh, anh sẽ ở bên cạnh của em. Dạ. Thấy ông chú rể ông nôn dữ lắm rồi đó. Ừ. Giờ hai đứa ôm chặt cái nữa coi được không, rồi cái là mình quyết định bấm nút luôn. Thấy chưa, nó ông nôn dữ lắm rồi. Bây giờ ông bây ôm giờ là ông chỉ muốn ôm chặt luôn. Đó, đó. Rồi. Đó. Ôm chặt luôn. Em gái đồng ý bấm nút không? Mẹ, ba mẹ có dặn là con đến con phải mang cho mẹ một chàng trai về ăn Tết, chứ không Tết này đi luôn đi con. Anh cứ bấm nút đây, tối nay mình về mình đi xem phim cũng được. Hả? Rồi, đó. Hai đứa ôm cái nữa đi, hai anh với Hồng Vân bấm nút. Nào, ôm chặt lên. Hùng Lương, 3, 2, 1, bấm nút. Quá trời dữ luôn rồi. Trời đất ơi. Ôm nữa rồi, thái hàng được quá. Được. Rồi đứng yên nguyên nha. Chúc hai bên hạnh phúc, hôn nhau, hôn hôn. Bây giờ là ông muốn vui thùng và muốn đập thùng dữ lắm rồi. Anh trai thấy ôm được không? Rất là ấm. Ấm không? Ôm nữa, ôm nữa, ôm nữa. Mọi người đây có muốn em hôn môi không? Thôi. Hôn môi không? Thôi. Làm luôn. Ôm gọn chân nội ơi, cứ ôm thế, tôi sẽ tặng quà trong cái ôm luôn. Đây là những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúng ta sẽ ôm nhau cả cuộc đời và sử dụng Amity. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Máng lên rồi. 7 năm qua tôi mới thấy một cái ôm nó chặt như thế, đẹp như thế. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc giữa Pha và Hảo. Không cái nữa. Em cầm mà chứ đúng không? Em bồng bạn nữ xuống. Lên cầm cho anh bồng. Thôi vậy đi thì cầm cho dễ ôm. Rồi. Cặp này làm đám cưới chắc luôn rồi. Ôi sáng hôm qua trên quê hương tôi. Nhưng mãnh liệt thiệt á.
Linh hạnh phúc lắm, thật sự nè. Mình cũng hạnh phúc nhưng mà trời ơi, họ ôm nhau mình, họ hạnh phúc một, mình hạnh phúc 10 đó. Đúng rồi, rất thích như thế. Ơi, thật sự hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời thưa quý vị.